Hi, xin chào tất cả các anh chị, các bạn thân mến, đã quay trở lại với video tiếp theo của kênh Bà Đô Official. Các bạn biết là ở video này mình sẽ không chia sẻ gì về lĩnh vực phát triển ngành nghề in ấn nữa, mà mình sẽ ở video này mình muốn chia sẻ tới các bạn đó là trong cái thời buổi khó khăn như thế này thì mình cần làm những cái gì để mình kiếm thêm thu nhập thêm. Các bạn biết là tình hình sau Tết đến giờ là hầu như là với tất cả các ngành nghề đều thiệt hại cũng rất là nhiều. Học sinh không đi học được, rồi tất cả các hoạt động đều có khả năng là hạn chế lại, nên do đó là lượng khách photocopy, in ấn thì nó cũng giảm đi rất là nhiều, trừ trường hợp có một số các dịch vụ như là in tờ rơi này kia thì nó cũng còn lay lắt, cũng còn có thêm thu nhập chút đỉnh. Thì đó là tình hình chung, thì mình nghĩ tất cả các bạn cũng đều gặp với những trường hợp như mình. Thì ở video này mình muốn chia sẻ cho tất cả các anh chị và các bạn về những cái mà mình đã làm từ trước và kiếm thêm thu nhập. Các bạn đã nghe tới cụm từ là thu nhập thụ động, tức là thu nhập cái thời kỳ mà các bạn biết là đầu năm 2019, cuối năm 2018, đầu 2019 thì các bạn biết nghe tới cái cụm từ là công nghệ 4.0. Thì chúng ta đừng có suy nghĩ quá sâu xa các công nghệ 4.0 là gì hết, mà các bạn biết là đó là một cái nền tảng kiếm tiền qua internet bằng cái nhiều hình thức online, bằng hình thức online tức là phát trực tiếp để bán những cái sản phẩm, hoặc là thu nhập thụ động, tức là khi mà các bạn làm một cái công việc nào đó mà nó sau ngày nó sẽ dồn, nó kiếm tiền từ từ, các bạn gọi là thu nhập thụ động. Thì ở đây có nhiều, mình thấy có nhiều bạn cũng rất là tài năng, cũng rất là nhiều tài năng. Và đối với thời buổi này thì mình nghĩ các bạn nên, các anh chị nên có một cái kênh YouTube, thì mình nghĩ nó sẽ hiệu quả hơn cho tất cả các anh chị trong công việc của tất cả các anh chị. Nếu mà các anh chị nào làm trong lĩnh vực mà buôn bán, nếu mà trong dịch vụ mà kết hợp với buôn bán vàng phẩm hoặc là một số vấn đề buôn bán gì đó thì nó sẽ hiệu quả rất là nhiều. Tại vì cái nền tảng YouTube bây giờ nó rất là phổ biến, và hầu như đa số nền tảng YouTube thì nó sẽ chiếm thời lượng xem nhiều hơn tất cả các dịch vụ khác. Do đó là mình nghĩ các bạn nên chuẩn bị cho mình một cái kênh YouTube để trong tương lai có thể kiếm tiền từ nó. Các bạn đã biết là YouTube là có thể kiếm tiền được, có nhiều người là kiếm tiền rất là nhiều tiền từ kênh YouTube này. Thì có nhiều người, các bạn biết là mình cũng đã lên mạng và tìm hiểu, có rất là nhiều các anh chị đã bỏ công sức ra mày mò về những nguyên tắc để làm YouTube, và một số kênh thì họ chỉ tập trung vào YouTube, kể cả là khi họ đã học được bằng đại học ra, đã có bằng đại học và đi làm một thời gian, lương cũng cũng rất là khá, khoảng 10 triệu. Thì nhưng mà sau khi quá trình mà các anh chị đó làm, thì khi mà bén duyên với nghề YouTube rồi thì họ chuyển qua luôn làm YouTube và họ nghỉ luôn việc. Thì các bạn biết đó là một cái nền tảng mà rất là lớn để chúng ta có thể kiếm tiền trong tương lai. Các bạn biết đó là mình có một cái kênh, cái kênh mà mình đang chia sẻ cho tất cả các bạn đó là kênh Bado Official. Thì mình cũng nói chung là mình cái kênh này mục đích là để chia sẻ những kiến thức cho tất cả các anh em, các anh chị mới vào nghề, để có được những cái kiến thức về khắc phục sửa chữa máy photo, rồi có những cái kiến thức về trong lĩnh vực in ấn, những cái kinh nghiệm mà mình đã trải qua. Thì bên cạnh đó thì cái kênh này nó cũng sẽ giúp mình kiếm được một số tiền nhỏ, hoặc là số tiền nhỏ để mình có thêm cái thu nhập, đây gọi là thu nhập thụ động, tức là mình không quan tâm đến tiền nó kiếm bao nhiêu tiền, nhưng mà nó cũng có một chút đỉnh. Thì cái kênh này mình phát triển cũng khá là lâu rồi, thì đến hiện tại bây giờ thì nó đã đạt bắt được kiếm tiền thì khoảng 1 năm nay. Tuy nhiên thì các bạn biết là cái số lượng mà ví dụ mình chia sẻ về những kiến thức á, thì chỉ có ví dụ như mấy anh em trong hội thôi mới quan tâm, mới theo dõi, thì cái số lượng lượt nó không bao nhiêu, nhưng mà mình cảm thấy rất là vui khi mà mình nó lại có đem thêm lại cho mình một chút cái lợi nhuận để mình vừa phát triển mà vừa có thu nhập. Đó là thu nhập thụ động mà mình đã làm. Thì biết là cái kênh này của mình đợt vừa rồi là trước Tết, tức là tháng 1 năm 2020 á, là mình cũng nhận được một ít tiền, nó đầm tèm khoảng 7 triệu từ YouTube sau khi mình xác minh địa chỉ.
xong thì họ chuyển tiền về cho mình, và mình lấy cái đó mình làm động lực để mình phát triển thêm. Thì hiện tại bây giờ các bạn biết là mình đang có hai kênh, một kênh Bado Official và một kênh Bado Vlog. Tức là các bạn biết tại khi mà mình làm á, hầu như là những cái vấn đề mình suy nghĩ á, thì mình làm khi mà mình đã tiếp xúc với cái YouTube rồi á, mình đã biết cách làm YouTube rồi á, thì lúc đó mình rất là đam mê, mình đi theo. Tuy nhiên các bạn biết là khi mà mình chuyển đổi một cái nghề nào đó, trong khi đó mình đang là có một cái tiệm cũng khá là ổn định, thu nhập ổn định, thì bây giờ mình cũng đang là phát triển cái tiệm của mình để cho nó thu nhập ổn định hơn. Thì cái thời gian các bạn sẽ không 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 có đi ra ngoài được, do đó là mình sẽ tập trung mình làm ở trong cái tiệm này. Và những cái ví dụ như thời gian thứ bảy chủ nhật á, thì mình bỏ chút thời gian mình đi ra ngoài để mình làm những cái video về vlog, để mình phát triển thêm cái kênh Pado Vlog. Còn đến thời hiện tại bây giờ thì mình chắc chắn với tất cả các bạn rằng nếu các bạn có một kênh YouTube mà để phát triển thì mình nghĩ nó sẽ hiệu quả rất là nhiều, giúp cho các bạn rất là nhiều để các bạn phát triển công việc của tất cả các bạn, để các bạn kiếm thêm thu nhập. Đó là một điều chắc chắn. Làm YouTube không, nó rất là nó không có khó, các bạn biết không phải không khó, các bạn chỉ cần có một cái Gmail, một cái Gmail rồi, mà tốt nhất là cái Gmail đó các bạn đã đăng ký Facebook. Mình biết là các bạn hiện tại bây giờ đã có Facebook rồi, thì các bạn đăng ký cái Facebook và cái Gmail đó luôn. Các bạn chỉ cần đăng nhập vào YouTube là các bạn đã có một kênh YouTube rồi, rồi sau đó các bạn cứ đăng nhập lên mạng, các bạn tìm hiểu. Tại vì mình không có khiếu, mình không có kiến thức chuyên môn gì về YouTube nhiều, mình chỉ biết cái cách mình làm sao để một cái kênh của mình bắt được kiếm tiền. Chứ còn về cách để mà chia sẻ cho các bạn YouTube từ đầu đến cuối thì mình không có cái năng khiếu đó, nên mình khuyên các bạn là nên lên trên mạng các bạn tìm hiểu về những cái kênh, những cái kênh ví dụ như kênh của anh Dương Trung Hiếu, Hiếu MMO ở anh ở bên Mỹ, anh cũng có chia sẻ về cái lĩnh vực đó. Hai nữa là các anh chị có thể lên cái kênh Trần Sĩ Tâm Official, thì anh này chia sẻ rất là nhiệt tình và kiến thức YouTube rất là tốt và có thể giúp được tất cả anh chị nếu các anh chị muốn lập kênh YouTube. Thì mình nghĩ đó là những cái cách mà các bạn sẽ hỗ trợ cho các bạn trong tương lai rất là nhiều. Do đó là mình khuyên các bạn nên tạo một cái kênh YouTube để mình phát triển đi, mình phát triển đi để mà mình cố gắng. Nói chung là mình sau không quan tâm nó sẽ kiếm được bao nhiêu tiền. Nếu các bạn đang làm ở vấn đề lĩnh vực photo phát triển rất là tốt thì mình không quan tâm là các bạn theo cái cảm nhận của mình thì mình nghĩ là các bạn không cũng đừng có đặt nặng vấn đề về phải kiếm tiền từ YouTube quá. Tại vì khi đó nếu mà các bạn phải đặt nặng vấn đề đó thì các bạn phải chú tâm hết toàn lực 100% về làm nó, thì nó mới đủ được cuộc sống cho tất cả các bạn. Còn nếu mà các bạn đang tập trung vào nghề mà các bạn đòi phát triển một kênh YouTube mà các bạn không có thời gian thì các bạn sẽ không có được cái lĩnh vực phát triển tốt về cái ngành YouTube đâu. Do đó là đối với ngành nghề mình đang làm thì mình vẫn phát triển, nhưng mà YouTube là cái phụ thôi. YouTube là cái phụ để mình kiếm tiền sau này, còn bây giờ hiện tại đó là cái tiệm và các dịch vụ của mình là vẫn là những cái điểm chính. Và mình cũng đã có thời gian rất là nhiều, thì nói chung là các bạn biết là khi mà làm YouTube nó khó khăn lắm. Thì bà xã mình cũng nói sao tập trung không làm tiệm mà lại đi tập trung làm YouTube này kia nọ. Nhưng mà mình có một cái cảm nhận rằng sau này kênh YouTube nó sẽ có đem lại hiệu quả cho mình, và do đó mình theo. Và các bạn biết là nhiều lúc mình phải ngồi trên máy suốt tới nhiều lúc tới 9-10 giờ đêm, mình còn phải ngồi trên máy để mình nghiên cứu và làm YouTube. Và đến bây giờ thì mình đã thành công được hai kênh rồi, thì cũng cảm ơn tất cả các bạn và các anh chị đã quan tâm và yêu thương cái kênh Bado Official này, về chia sẻ về lĩnh vực phát triển ngành nghề photo và ảnh nắng. Và trong thời gian tới thì những cái gì mà mình biết được về lĩnh vực bên in ấn, hoặc là những cái sửa chữa khắc phục hư hỏng của máy photo mới, thì mình sẽ tiếp tục chia sẻ cho tất cả các anh chị trên cái kênh này. Thì nếu các rất hy vọng là các anh chị sẽ đón nhận nhiệt tình và yêu quý kênh Bado Official để chúng ta sẽ cùng nhau phát triển trên lĩnh vực photo và in ấn, và chia sẻ những cái kinh nghiệm xử lý về ngành nghề dịch vụ của chúng ta cho tất cả các anh em và các anh chị cùng trao đổi với nhau. Nếu mà các anh chị có những cái thắc mắc gì thì các anh chị cứ để comment phía dưới, và trong khả năng mình hỗ trợ được tất cả các anh chị ở mức độ nào thì mình sẽ cố gắng hết sức, cũng giống như là những cái chia sẻ những kinh nghiệm trên Bado Official này.
Nếu các bạn, các anh chị mà muốn làm YouTube theo cách của mình thì các anh chị có hỏi gì thì mình cũng sẽ trả lời cho các anh chị, và mình cũng có thể bỏ một chút thời gian để giúp đỡ các anh chị. Và để tốt hơn thì các anh chị nên gọi trực tiếp Zalo cho mình. Các bạn biết gọi trực tiếp Zalo bây giờ thì không có tốn phí, rất là tiện, và mình có thể trao đổi nhiều hơn. Chứ còn các anh chị mà cứ chat không á, nhiều lúc mình ngồi để mình gõ cái câu trả lời nó rất là mất thời gian. Do đó là chúng ta đã thời đại công nghệ 4.0 rồi thì chúng ta nên tìm hiểu những cái gì mà nhanh nhất, gọn nhất, lẹ nhất và phát triển nhanh nhất để chúng ta làm ha. Đó là một số cái một ý mà muốn chia sẻ cho tất cả các bạn thêm, đó là về các bạn nên phát triển về nghề YouTube ha. Rồi video của mình chia sẻ đến đây là kết thúc. Nếu các bạn nào mới vừa ghé qua kênh Bado Official hoặc là mới nghe được video này thì các bạn hãy bấm đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng khóa chuông. Khi nào có những chia sẻ mới thì mình chia sẻ lên kênh YouTube thì các bạn có thể là người theo dõi và nhận được. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video sau. Chúc các bạn sẽ thành công hơn trong công việc. Và nếu các bạn phát triển được YouTube thì chúc các bạn thành công trên con đường làm YouTube của mình nha. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video lần sau. Bye bye.